Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu và bán tới bạn xe đạp thể thao của hãng xe đạp này. Xe đạp đua Line, Pad Line, dịch ra có nghĩa là dẫn hướng. Vâng, xe đạp đua Pad Line lựa chọn số 1 cho dòng xe đạp đua không nhôm phân khúc giá trên 10 triệu bởi những ưu thế vượt trội mà không có chiếc xe đạp nào trên thị trường có được. Thứ nhất là thương hiệu xe đạp này, một thương hiệu xe đạp chất lượng chuyên phân khúc giá tầm trung, được khẳng định chất lượng cũng như thị phần và sự yêu mến của người tiêu dùng trong rất nhiều năm qua. Xe đạp thể thao Line nổi tiếng với các dòng xe thiết kế đẹp mắt và chất lượng cực kỳ đảm bảo. Và thứ hai, đối với phân khúc xe đạp đua tầm trung giá trên 10 triệu thì Line Partner, người dẫn hướng, đang là lựa chọn số 1 với những ưu thế mà không có chiếc xe đạp nào có được. Đó là một chiếc xe đạp đua với cấu hình full nhôm và chạy cấu hình bộ chuyển động Shimano Sora R3000, và đặc biệt có mức giá rất hấp dẫn chỉ trên 12 triệu. Vâng, trước đây trên thị trường thì có mẫu xe đạp đua Java Shinoro 3D sử dụng bộ chuyển động Shimano Sora R3000 có mức giá này. Nhưng hiện mẫu Java R3000 đã không còn được nhà máy sản xuất nữa. Và với xe đạp đua Line Pad Line dẫn hướng này thì shop đã về đủ màu và đủ size, có hai size, đó là size 48 và size 50, cùng với bốn màu rất đẹp và bắt mắt. Màu đầu tiên đó là màu đỏ, màu thứ hai là màu trắng, màu thứ ba là màu xanh tím và màu thứ tư là màu xanh dương. Và từng màu sắc shop sẽ làm review chi tiết, giới thiệu và bán tới bạn để bạn thích màu nào, bạn xem màu đó, bạn thích xe nào, bạn mua xe đó khi đến với shop xe đạp thể thao vip.com. Mua xe đạp thể thao rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng, dù bạn ở bất cứ nơi đâu vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp thể thao, xe đạp đua là model Partner, người dẫn hướng. Và đây là chiếc màu xanh dương, đang có hai size, đó là size 48 và size 50. Là Partner, người dẫn hướng, đang có cấu hình full nhôm, gồm khung nhôm, phuộc nhôm, tay lái vô tăng nhôm, phanh nhôm, vành nhôm, máy eo nhôm, cọc y nhôm và đùi đĩa cũng bằng nhôm. Và sử dụng bộ chuyển động Shimano Sora R3000, 3 món, đó là tay đề số, gạt đĩa và gạt ly. Và một chiếc xe đạp mức giá tầm trung trên 12 triệu, cấu hình cao cấp và mức giá rất hợp lý. Hãng xe đạp này nổi tiếng sản xuất những chiếc xe đạp chất lượng rất đẹp và bắt mắt. Line Pad Line, người dẫn hướng, sử dụng nhôm mối hàn mịn và các đường nét chỉnh khung cực kỳ đẳng cấp, thiết kế khí động học, mối hàn xử lý nhẵn mịn, cọc yên bằng nhôm, cọc yên đúc, hóa âm khung, chiếc phuộc được xử lý rất tinh tế và đẳng cấp. Và phô tăng tay lái bằng nhôm, các âm trong tay lái và âm trong khung, phanh sử dụng phanh nhôm, phanh V bóp vải và phanh chống bó bằng nhôm, bóp nở rất nở đều đây, chống bó. Sử dụng cặp vành bằng nhôm với vành nhôm của hãng xe đạp này, cao 3 cm, hai lớp lan hoa bằng thép, và sử dụng cặp mayer bằng nhôm cắt CNC bi bậc đạn của hãng Lovatic, trục trước trục sau sử dụng trục thắt lắp nhanh, lốp compact 700x25c tiêu chuẩn của xe đạp đua. Là Pad Line, người dẫn hướng, đang được trang bị bộ chuyển động Shimano Sora R3000. Vâng, với tay đề số, tay đề lắc 2x9 tốc độ. Vâng, tức là xe này có 18 tốc độ. Tay đề lắc Shimano Sora rất nổi tiếng và rất là bền. Gạt đĩa Shimano Sora R3000, gạt lip Shimano Sora R3000, nít thảm 9 tầng của hãng Sơn Sài bằng thép, sử dụng xích của hãng Tech Power, bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng Lai, hai đĩa bằng nhôm và trục giữa cũng sử dụng trục bi bạc đạn, trục trước, trục giữa, trục sau bi bạc đạn, chạy rất trớn, xe phun nhôm rất nhẹ. Và shop vừa giới thiệu và bán cho bạn xe đạp đua là Pad Line, người dẫn hướng, đây là màu xanh dương. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao vip.com qua số điện thoại hotline, chúng tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của bạn.
và đến với shop mua xe đạp rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn, mua online, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vincom vào khung giờ rất quen thuộc 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video từ shop xe đạp thể thao Vincom.